Đây, bún cá. Nhìn hấp dẫn ha. Nem lụi. Ôi dào ơi, nem lụi. Đấy, hấp dẫn chưa? Nem lụi. Hello, hello cả nhà. Hai chồng mình đang trên đường đi về quê. Thì cuộc hành trình trải nghiệm về quê làm neo mùa Giáng sinh như thế nào nha. Bây giờ mời cả nhà cùng theo mình khám phá cuộc hành trình về quê làm neo nha. Street towards Moat Lane, B4100. In 200 yards, turn right onto Digbeth, Moat Lane. Giờ tới trung tâm Chinatown, phố tàu của Birmingham. Turn right onto Digbeth, Moat Lane, then turn... Tòa nhà đẹp chưa? Ooh, là là. Building center, khá phạt ở dưới đâu? Thường lan như vô trong cái đậu. Hello cả nhà, mình đang ở dưới Birmingham nha. Bữa nay hẹn xuống nhà để cháu, thì hẹn nó ra phố tàu gặp đây. Phố tàu đây, phố tàu ở Birmingham. Cái quán này nhìn đẹp không? Của tàu Nhật đó. À, của tàu bán đồ ăn dầu mỡ. Ở đây bánh ngọt, bánh ngọt. Người ta xếp hàng, người ta mua quá trời, xếp hàng quá trời luôn cả nhà. Bánh ngọt đây. Bánh trứng. Bánh kem. Chỗ này là phố tàu, siêu thị. Shop Việt Nam bên kia Tú Quỳnh nha, là đông khách nhất ở dưới Birmingham đó cả nhà. Ngặt đi shop đó cả nhà. Phố tàu đây. Đi về đây là gặp người Việt mình quá trời luôn. Chủ nhật người ta đi mình vào shop Việt Nam, siêu thị Việt Nam mua ít đồ. Nhìn na ngon chưa cả nhà, này hấp dẫn nha. Trái na nó to dã man luôn ha. Trong này thì không thiếu thứ gì hết. Đây là siêu thị Tứ Quỳnh nha cả nhà. Đông nhất ở khu Chinatown Birmingham đây, của người Việt mình. Ngày nghỉ họ vào đây họ mua đồ. Rau tươi, củ quả, rau xanh nè, không thiếu cái gì hết luôn. Trứng vịt lộn nữa nè. Nhìn mít ngon chưa? Vàng ươm luôn á. Hấp dẫn đó cả nhà. Shop lúc nào cũng đông nghẹt người, nhất là ngày nghỉ nữa cả nhà. Miếng mít nó vàng ươm. Hấp dẫn á.
Bây giờ mời cả nhà cùng tham quan siêu thị Việt Nam ở Birmingham nha. Và một lát nữa thì cả nhà mình kéo vào cái quán nằm sau lưng để ăn bún, ăn phở, đồ ăn Việt Nam thuần tí ở trên này nè. Cái kệ này có tắc nè, rau thơm nè, rồi có chè nữa cả nhà, đủ các loại hết. Đang ở trong nhà hàng Việt Nam nha cả nhà. Con nón lá đi mua đồ nail gì không con ở đây á? Không con à, ở đây cũng có bán đồ nail á hả? Đi ăn đây à. Bếp đây, bún cá nhìn hấp dẫn ha, nem nồi. Ôi dào ơi, nem nồi đấy, hấp dẫn chưa, nem nồi thanh kiều. Thủy ăn chung với mọi đấy Thủy dạ. Ăn cơm à, một sữa đậu nành cho chanh nước suối à, cho cho hết cho rửa luôn rồi cho vô cái ly có đá con ta với cả một cái lòng. Thủy uống gì? Lá, nó có cả cái được. Mời cả nhà. Nha có con cho chúng nó xin chúng nó thấm đâu được. Về tới nhà. Nguyên cái hũ này chú à, chà bá luôn, cái này là ăn ta hết, làm một ly nè hai người ăn ngon nhỉ. Nó kẹo lại là đạt công suất là 100% luôn rồi đó. Dạ quá đã, mỗi lần mà làm nó cũng đạt dữ vậy đó. Dạ đã dẻo luôn, dẻo luôn, ngon khéo tay. Sữa chua nếp cẩm nhà làm đây, không có giờ đi ăn hàng làm yeah. Nhiều quá bây giờ đi ăn hàng xài tiền ở nhà là mẹ tiên nữa đòi trời cho thịt nè. Cô đi được chứ không biết mới mơ mưa đi đi nhậu chưa beautiful mưa chứ thêm thêm này thêm cái này. Rồi sữa chua nhiều mà hỉ cho sữa chua quá trời luôn, ngon rồi đó. Rồi cái này là để trưa lại cho ly cát đó. Ok đây, chua nếp cẩm đây cả nhà, ngon chưa? Trúng quốc ăn tối rồi đi ngủ mà ăn cái này nữa là nó đã. Sữa chua nếp cẩm đây cả nhà, mời cả nhà, ngon.
Nếm mới dẻo nha. Hôm nay mình ăn nhiều hơn rồi. Hôm qua một củ mình chia được 3 người. Hôm nay mình chỉ có 2 người. Chưa 2 người ăn rất ngon. Bị gì ạ? Bánh tí đắc là này chưa không được. Nó bị ấy không? Wow, đẹp chưa? Đây là trăng rằm tháng 10 đây cả nhà. Nhìn đẹp quá trời luôn ha. Ở bên nước ngoài mà nhìn được ánh trăng như vậy không phải dễ đâu nha cả nhà. Mình xin kết video tại đây nghe. Hẹn cả nhà video kế tiếp. Thank you, bye bye.